Và sau đây là phần thứ hai của Nhớ về Trường Sơn của tác giả Lôi Hổ Nguyễn Hữu Thọ. Đơn vị B-15 của chúng tôi có hai sân bay cho trực thăng, một nằm ngoài doanh trại ở hướng Nam và một nằm trong doanh trại. Các H-34 của biệt đội 219 thường đậu trong sân này cho an toàn cả ngày lẫn đêm, còn phi cơ quan sát của biệt đội 110 thì đậu ngoài phi trường Công Tâm. Nhân viên phi hành và nhân viên kỹ thuật của hai biệt đội thì sống trong doanh trại chung với chúng tôi, nên các sinh hoạt như ăn nhậu bài bạc đều sinh hoạt chung với nhau, nên tình cảm gắn bó như cùng một đơn vị, mặc dù khác quân chủng. Mỗi khi trở lại Công Tâm sau 2 tuần biệt phái ở các chiến đoàn khác, mà nghe tin có thằng mất tích thay tử trận, các bạn không quân cũng buồn như chính nỗi buồn của chúng tôi. Hoặc có những lần nghe tin một pilot quen biết của phi đoàn 219 hay phi đoàn 110 bị bắn rớt trong một chuyến hành quân nào đó, hay bị tai nạn đụng nhau bỏ mạng, chúng tôi cũng đau lòng tiếc trẻ, có khi ngồi câm lặng bên ly rượu để mặc cho nước mắt tuôn rơi với những hồi tưởng thời gian sống bên nhau trước đây, rồi cứ thế ly này tiếp theo ly trước cho đến khi say mềm. Hằng ngày nếu có toán chuẩn bị xâm nhập các pilot trực thăng Việt Nam cũng như chỉ huy trưởng căn cứ xuất phát, tiền công sát cùng với ban 2, ban 3 và toán trưởng, toán phó cùng tham dự tái thuyết trình để có cùng một khái niệm về cuộc đổ quân sắp thực hiện, ngõ hầu phối hợp cho được nhịp nhàng. Sau đó ba trực thăng H-34 sẽ chở toán hành quân cùng với các thành viên của căn cứ xuất phát và toán trừ bị bay lên căn cứ xuất phát và nằm chờ. Trong khi đó tôi liên lạc với phi đoàn quan sát Mỹ ở Pleiku qua tần số vô tuyến để request phi vụ và hẹn giờ để bốc tôi tại Công Tâm. Khi phi cơ O2 gần đáp, khoảng 10-15 phút trước, pilot O2 báo cho tôi biết, thế là tôi xách đồ nghề lên xe ra phi trường. Tuy là bộ binh, nhưng với nhiệm vụ bay bổng, tôi cũng được trang bị như một quan sát viên không quân chính hiệu, cũng áo lưới mưu sinh, nón bay, cũng mang dù để nhảy ra khi phi cơ lâm nạn. Về mục này thì không quân Mỹ rất cẩn thận hơn hẳn pilot Việt Nam. Trước khi lên phi cơ phải mặc dù đàng hoàng, dù này được cất giữ trong phòng điều hòa không khí hẳn hoi và được kiểm soát định kỳ đều đặn. Còn mấy bố pilot Việt Nam thì cũng xách dù ra phi cơ, nhưng là để kê lưng chứ không bao giờ mặc vào theo đúng quy định. Có những lần bay về trễ nên phải đáp ở phi trường Pleiku vì trời tối. Phi trường Công Tâm không có đèn đáp trên phi đạo. Tôi vào barrack của pilot 02 ngủ tạm qua đêm. Sáng hôm sau lên phi cơ về lại Công Tâm. Khi bắt đầu ra đi bay, công việc của pilot Mỹ trước hết là vô phòng chứa dù để lấy dù cho mình. Tôi cũng phải đi theo để lấy cho tôi. Ra đến bãi đậu phi cơ, họ lấy checklist ra và làm thủ tục tiền phi rất là cẩn thận. Họ bắt đầu check từ mục đầu tiên đến mục cuối cùng. Sau khi ngồi vào ghế lái cũng thế, họ cũng làm theo checklist để kiểm soát các phi cụ trước khi quay máy. Bao nhiêu là nút, đèn đều được vặn thử, bấm tới bấm lui rồi mới ra hiệu cho kỹ thuật chuẩn bị cắm bình vào quay máy. Sau đó lại cũng theo checklist để thử đồng hồ RPM, xăng, nhiệt độ nhấc máy, hạ flap lên xuống, thử tín hiệu đóng mở gear, ôi thôi đủ thứ trước khi taxi ra phi đạo. Mà đã ngồi lên phi cơ là phải có helmet đàng hoàng, chứ không được sử dụng headset và phải mặc dù đầy đủ. Pilot có quyền từ chối không bay với bạn nếu bạn không tuân hành luật lệ an phi quy định. Trong khi đó nếu đi bay với pilot quan sát Việt Nam thì khi ra ủ, khỏi cần checklist gì cả. Ông quan pilot Việt Nam kéo hai cục gỗ chặn bánh, đi một vòng vừa rờ rờ vừa ngó ngó các bộ phận, gỡ các bao chụp che ống gió tốc độ vân vân là xong. Hay là tại vì chiếc O1 hay U17 quá đơn giản nên không có gì nhiều để phải coi theo checklist cho khỏi quên hay sơ sót. Trực thăng H-34 cũng thế,
Các ông quan tàu bay leo lên ghế ngồi xong là đưa tay vặn mở tùm lum nút một cách máy móc rồi quay máy. Nhìn dàn phi cụ ở các boa trên đầu trước mặt, ôi thôi sao mà đủ thứ nút, đủ thứ màu. Tôi nhìn mà thầm nghĩ làm sao mà nhớ cho hết công dụng hay chức năng của chúng. Ấy thế mà bay cứ phom phom, mà lại còn bay đẹp nữa chứ. Khi đã sống ở Mỹ, tôi mới thấy người Mỹ rất tôn trọng quy tắc, nhất là những nguyên tắc về an toàn trong mọi lĩnh vực. Lý do là để con người làm theo những quy định đó, để khỏi bị tai nạn lao động hay nghề nghiệp, có thể gây thương tật hay chết người. Từ đó phải công nhận là phe ta có máu ẩu và chơi bạo, mà cũng nhờ chơi bạo nên mới làm nên những kỳ tích, cũng như những giai thoại nổi tiếng khiến Mỹ cũng phải kiêng nể. Phi cơ O2 đáp xuống phi trường công tâm thường đậu tại parking của Air Việt Nam, tắt máy chờ tôi ra để thuyết trình sơ khởi về khu vực hoạt động, nhiệm vụ, những yêu cầu về yểm trợ, vân vân. Xong là leo lên phi cơ quay máy cất cánh trực chỉ mục tiêu. Từ phi cơ L-19, U-17, bây giờ ngồi trên phi cơ O-2, tôi thấy có nhiều sự khác biệt. Tối tân hơn, bay nhanh hơn, nhiều phi cụ hiện đại hơn, an toàn hơn và phi cơ cũng nặng nề hơn. Vị trí ghế ngồi của quan sát viên ngang với ghế pilot, nên quan sát mục tiêu và những hoạt động xung quanh. Và phía trước dễ dàng hơn là L-19, cũng như quan sát được những thao tác khi cất cánh và đáp của pilot để mà học hỏi. Có lần tôi bay L-19 với bắt đầu 65. Khi cất cánh tại phi trường công tâm, tôi ngồi ghế sau của quan sát viên. Vậy mà bắt đầu 65 bảo tôi tống ga tập cất cánh một mình, hắn sẽ kèm cho tôi. Nhìn tới phía trước tôi chỉ thấy cái lưng của pilot mà thôi, thì làm sao mà giữ phi cơ chạy thẳng theo phi đạo được. Nên tôi la lên, thôi đi cha, làm như tôi là ai phi công bằng mà ông kêu tôi cất cánh khi ngồi ghế sau như vậy. Với phi cơ O2 cũng có vài lần pilot Mỹ để tôi cất cánh và đáp tại phi trường Pleiku. Nhờ thường xuyên quan sát thao tác khi cất và hạ cánh của pilot, và phi cơ O2 là loại phi cơ có bánh mũi nên cất cánh dễ dàng hơn, và khi đáp cũng không đến độ cóc nhảy. Với hai động cơ cánh quạt, một phía trước mũi và một phía sau đuôi, phi cơ quan sát O2 có tốc độ bình phi nhanh hơn, hình như 120 hay 140 mai một giờ tôi không nhớ rõ, nhưng tôi cảm thấy có vẻ nặng nề mỗi khi cất cánh. Pilot loại phi cơ này thường bay chung với tôi hàng ngày. Qua nói chuyện tôi được biết, họ đã được chuyển từ các loại phi cơ fixed wing khác sang bay phi cơ O2 như B-52, C-130, F-102, có cấp bậc từ thiếu tá đến trung úy. Ngoài khả năng điều khiển phi cơ, họ còn kiêm luôn nhiệm vụ có một quan sát viên để chấm tọa độ định điểm đứng khi toán yêu cầu, hướng dẫn khu trục oanh kích vân vân. Do đó trong suốt thời gian làm việc với loại phi cơ này, tôi học hỏi được rất nhiều. Các pilot Mỹ mà tôi bay cùng đã tận tình chỉ dẫn và giải thích cho tôi thế nào là lực G, thế nào là vertigo, các hoạt động của các phi cụ trên phi cơ, như đồng hồ Tracking, hệ thống định vị trí hiện tại của phi cơ dựa theo tín hiệu từ một đài phát, kỹ thuật đáp theo hướng dẫn của đài kiểm soát qua những phi cụ của phi cơ. Kỹ thuật này được sử dụng khi trời mù, tầm nhìn bị hạn chế hoặc đáp đêm không đèn. Thỉnh thoảng trong những lần về đáp ở phi trường Pleiku, họ vẫn thực tập ôn luyện, mặc dù đang là ban ngày. Do đó họ nhờ tôi quan sát phi cơ xung quanh trong khi họ cứ chăm chú vô phi cụ để điều khiển phi cơ hạ cánh. Từ lúc còn cách xa phi trường khoảng 10 mile cho đến khi approach rồi từ từ giảm cao độ, giữ đúng hướng heading với phi đạo cho đến cuối cùng là touchdown. Trong khi chúng tôi đến trên vùng mục tiêu, tôi hướng dẫn cho pilot thấy được bãi đáp dự định sẽ hạ toán và đồng thời quan sát toàn vùng để tìm xem có gì khả nghi hay không, cũng như check thời tiết trên vùng. Nếu thời tiết tốt, tôi sẽ gọi về căn cứ xuất phát để cho toán chuẩn bị lên đường, trong khi pilot gọi về phi đoàn Cobra để request phi vụ, cho điểm và giờ hẹn để họ đến gặp chúng tôi.
trong thời gian chờ đợi các phương tiện trên đường đến với chúng tôi, chiếc O-2 bay ra khỏi vùng để không tạo sự nghi ngờ cho địch ở dưới đất. Tôi xin nói qua về giai đoạn chuẩn bị hành quân của Toán. Sau khi Toán được ban 2, ban 3 thuyết trình về mục tiêu với nhiệm vụ, tình hình địch trong vùng, phương tiện yểm trợ, vân vân, Toán trưởng phát họa sơ qua về ý định hành quân, lộ trình di chuyển của Toán và đi không thám. Toán trưởng sẽ đi với tiền không sát bằng phi cơ U-17 lên vùng mục tiêu để quan sát khu vực sẽ hoạt động, tìm landing zone chính, landing zone phụ, đồng thời nếu có thể được thì chụp hình bãi đáp, sau đó là chuẩn bị lãnh thực phẩm khô, vũ khí thích hợp với nhiệm vụ, quân trang quân dụng cần thiết. Nói chung là tất cả những gì Toán cần cho cuộc hành quân. Thí dụ, nếu Toán trưởng có ý định trang bị vũ khí Việt Cộng thì Toán sẽ lãnh súng AK, dây đạn hoặc súng nhỏ có gắn hãm thanh, dùng để bắt sống, vân vân. Trong thời gian tôi còn nhảy Toán, tôi vẫn thích sử dụng AK, tuy hơi nặng hơn K-15, nhưng được cái là nếu có mưa gió hay súng bị ướt, thì khi bắn vẫn không bị trở ngại tác xạ. Cái đó là tiếng AK nổ nghe tròn trả và chắc chúa hơn. Tôi vẫn thường dùng AK bắn xếp, hình như là AK-49 thì phải. Cái tiện cái đó là khi mở khóa an toàn để tác xạ, thì với AK chỉ cần kéo xuống một nấc là nổ liên thanh, còn K-15 thì phải kéo hai nấc. Sau vài ba ngày chuẩn bị, đến ngày N, Toán trưởng và Toán phó sẽ tái thuyết trình với sự tham dự của chỉ huy trưởng, ban 2, ban 3, tiền không sát và các trưởng phi cơ H-34. Toán trưởng sẽ thuyết trình về ý định di chuyển, hành động trong thời gian hành quân và có những yêu cầu về yểm trợ, cách thức thả như thế nào. Trong buổi tái thuyết trình này, Toán trưởng cũng trình bày hình ảnh bãi đáp mà mình đã đi không thám chụp được để chiếc trực thăng thả Toán có khái niệm về hình ảnh landing zone sẽ đáp xuống. Tất cả mọi phương tiện trên đường đến điểm hẹn và qua truyền tin, họ báo cho chúng tôi biết còn khoảng bao lâu nữa thì đến. Sau khi đã nhận diện được nhau và liên lạc vô tuyến với nhau tốt, phi cơ O-2 dẫn vào khu vực mục tiêu và bắt đầu làm việc. Tất cả các loại phi cơ tham dự đều monitor trên cùng một tần số UHF để theo dõi. Trước hết, chúng tôi liên lạc với Cobra, báo cho họ biết là sẽ bingo, chỉ cho họ thấy landing zone sẽ thả Toán xuống. Sau khi họ nhìn thấy phi cơ O-2, chúng tôi nhào xuống thấp, bay ngang landing zone và lắc cánh để xác định đúng vị trí. Nếu họ đã nhận ra được bãi đáp và nhào xuống bay vòng vòng quanh landing zone để quan sát, trong lúc này, ba chiếc H-34 vẫn còn ở trên cao. Lấy landing zone làm tâm điểm, hai chiếc Cobra bay lòng vòng từ ngoài vào trong để quan sát xem tình hình hoạt động của địch ở dưới đất. Sau khi ghi nhận là an toàn, họ báo cho H-34 hạ cao độ để đáp. Chiếc H-34 số 1 có chở Toán cắt ga, lượn vài vòng xoắn ốc trông thấy rơi tự do, chỉ vài giây sau là đã xuống thấp, lấy lại vòng quay để vào trục vô bãi đáp để thả Toán. Sau khi chạm đất, Toán nhảy ra và chạy vào bìa rừng. Thế là chiếc H-34 cất cánh bay lên cao cùng với hộp đoàn, làm orbit để chờ Toán di chuyển. Sau khi Toán báo cáo là an toàn, tất cả mới rời vùng, chỉ còn lại chiếc O-2 là còn trên vùng để ứng trực cho Toán tiếp tục di chuyển. Sau khoảng nửa giờ, Toán báo cáo an toàn trên đường di chuyển, chúng tôi mới rời vùng, coi như đã xong nhiệm vụ thả Toán xâm nhập. Phần nhiều các mục tiêu là ở phía bắc Campuchia, cách xa biên giới hàng trăm dặm và chúng tôi không có đặt đài tiếp vận cho vùng này, nên ngày hai lần phải có phi cơ lên vùng để nhận báo cáo của Toán. Thường thường phi cơ U-17 đảm trách công việc này. Nếu ngày nào có Toán đi không thám chuẩn bị nhảy, thì vừa không thám vừa liên lạc luôn. Cách xa mục tiêu hàng chục dặm đã có thể liên lạc được với nhau, nên sau khi nhận được báo cáo của Toán, phi cơ U-17 bay thẳng luôn chứ không bay vòng vòng trên mục tiêu để có thể khiến cho địch nghi ngờ. Với giọng thì thào qua vô tuyến, người nhận phải chú ý lắng nghe lắm mới có thể ghi nhận được nội dung công điện để chuyển về nhà. Nếu mọi chuyện vô sự thì coi như xong nhiệm vụ liên lạc.
Còn nếu Toán có biến cố gì xảy ra, thì tùy theo yêu cầu của Toán để giúp đỡ ngay tức khắc, như định tọa độ đang đứng, tìm bãi đáp rồi cho hướng di chuyển đến, quan sát phía trước trên đường tiến quân của Toán. Riêng trường hợp Toán bị động thì tùy theo tình trạng hiện tại của Toán để yểm trợ, nhưng điều đầu tiên là báo cáo về căn cứ để Bộ Chỉ huy định liệu. Trường hợp nguy cấp hơn như bị thương thất lạc là tiền công sát phải request phi cơ O2 liên tiếp ứng ngay. Ngay khi cất cánh, chúng tôi request phương tiện yểm trợ để có thể cùng có mặt trên mục tiêu để kịp thời yểm trợ cho Toán. Thông thường là phải mất khoảng 1 giờ. Trong thời gian này, phi cơ U-17 vẫn hiện diện trên mục tiêu để giữ liên lạc với Toán cho đến khi tiền không sát bắt liên lạc được với Toán thì mới rời vùng. Căn cứ xuất phát của đơn vị tôi đặt tại trại lực lượng đặc biệt Pleiturin, sau được đổi tên là Lệ Minh, nằm phía tây Pleiku, gần biên giới Việt Miên. Đây là một trong những trại biên phòng thuộc Toán A trong hệ thống tổ chức của binh chủng lực lượng đặc biệt, nằm dọc theo biên giới Việt Miên-Lào. Lực lượng đồng trú khoảng một tiểu đoàn dân sự chiến đấu, được chỉ huy bởi sĩ quan hạ sĩ quan cán bộ lực lượng đặc biệt Việt Nam, phối hợp với sĩ quan hạ sĩ quan cán bộ lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ. Đơn vị chúng tôi được sắp xếp cho một góc trại với phòng ốc để làm bộ chỉ huy nhẹ và nghỉ ngơi. Mỗi trại đều có một phi trường dùng cho các loại phi cơ vận tải đáp phi đạo ngắn như C-123, C-130 hay Caribou có thể đáp để tiếp tế hay chuyển quân. Như quý vị đều biết, trước đây những gì có dính dáng đến Mỹ là rất đầy đủ, dồi dào về quân trang, quân dụng, thực phẩm, xăng dầu, đạn dược, vân vân. Vì thế, tuy là một trại nằm sát biên giới nhưng không thiếu thứ gì cả. Cho nên đơn vị chúng tôi đặt căn cứ xuất phát tại đây để tiện việc thả Toán sâu trong đất Campuchia và để các loại phi cơ của đơn vị ứng trực hàng ngày. Hãy có động chuyện là có thể cất cánh ngay. Nhiên liệu và đạn dược cho phi cơ cũng đều có sẵn để sử dụng khi cần đến, khỏi phải bay về Pleiku. Mỗi ngày nếu không có Toán nào chuẩn bị xâm nhập, thì các loại phi cơ đều bay lên căn cứ xuất phát để ứng trực. Trực thăng H-34 chở thêm Toán ứng trực, bộ chỉ huy của căn cứ xuất phát gồm sĩ quan, chỉ huy trưởng, nhân viên truyền tin, vài người lo việc ẩm thực cho tất cả. Thông thường, nhiệm vụ của căn cứ xuất phát là theo dõi và ghi nhận những báo cáo của Toán được chuyển về qua chiếc U-17, đi liên lạc với Toán, rồi chuyển về chiến đoàn. Nếu hoạt động của Toán đang hành quân vẫn bình thường, an toàn, thì sinh hoạt của căn cứ xuất phát rất là nhàn hạ. Ngoài chiếc phi cơ quan sát đang bay để liên lạc với Toán, tất cả nhân viên phi hành của các loại phi cơ khác chỉ có ăn ngủ, binh sập xám. Với cảnh tiền đồn heo hút, nơi biên giới thì đâu có gì hấp dẫn. Leo lên nóc hầm nhìn chung quanh chỉ thấy rừng núi, nhìn về phía đông hướng về Pleiku thì chỉ thấy đồng bằng ngút ngàn, lô nhô vài ngọn đồi trọc thấp lè tè. Quay về hướng tây, bên kia là vùng đất Campuchia với cây rừng rậm rạp, núi chập trùng về phía cực bắc Campuchia. Ở đó địch có hai căn cứ 701 và 702 dùng làm nơi trú quân, huấn luyện, kho tàng vũ khí và lương thực, và đó cũng là mục tiêu để thả Toán. Chúng tôi vào thám sát, ghi nhận dấu vết hoạt động của địch. Ngoài ra, chúng tôi còn có những mục tiêu dọc theo sông Tonle Sang chạy ngoằn ngoèo về hướng Tây để theo dõi hoạt động chuyển quân của Cộng sản Bắc Việt và Khmer Đỏ. Mục tiêu xa nhất về hướng Tây Campuchia là sông Tonle Không chạy theo hướng Bắc Nam, nơi mà thỉnh thoảng cũng có thả Toán để theo dõi hoạt động trên sông. Sở dĩ nói là xa nhất vì đến đây là tầm hoạt động cuối cùng của phi cơ H-34. Toán được thả hai trước tại những mục tiêu này phải được thực hiện nhanh chóng vì lượng nhiên liệu không đủ để bay về nếu thời gian kéo dài thêm. Trong thời gian còn nhảy Toán, tôi đã một lần xâm nhập vùng này. Chuyến hành quân thật là nhàn hạ, như là đi picnic vậy. Sau hai ngày xâm nhập, Toán tôi di chuyển ra tới bờ sông. Chúng tôi tìm một lùm bụi sát bờ sông để nằm quan sát. Suốt thời gian còn lại, chúng tôi quan sát hoạt động trên sông và bên kia bờ,
cảnh vật cũng giống vùng thôn quê Việt Nam, cũng tiếng người gọi nhau, thuyền chèo lên xuống bên kia bờ, cũng tiếng trâu bò rống, cũng những đụng rơm, những hình ảnh yên ả thanh bình. Còn phía bờ sông có chúng tôi hiện diện thì cũng yên lặng, chỉ thỉnh thoảng có tiếng súng nổ, hình như chúng đi bắn chim chơi chứ không có hoạt động nào đáng kể. Bình lặng đến độ chúng tôi nấu nướng ngày ba bữa như là đang đi picnic, cũng lai rai cà phê thuốc lá, tiếc là không có lưỡi câu để câu cá chơi giải khuây. Hàng ngày chúng tôi lần lượt luân phiên cởi quần áo mò xuống nước ngâm mình lặn hợp tại chỗ cho mát. Lúc chuẩn bị hành quân, chúng tôi nay nịch rất là cẩn thận để đề phòng mọi thứ trong rừng. Nào là áo nỉ trong cùng để ban đêm chống lạnh mà không cần đắp mền. Như vậy là ba lô nhẹ được thêm một tí vì không phải mang theo mền poncho liner. Nào là băng keo quấn hai tay áo và hai ống quần để sau bọ đẹo vắt không chui vô người. Với những thứ lỉnh khỉnh như vậy, chúng tôi vẫn giữ y nguyên từ lúc lên phi cơ đi nhảy cho đến lúc trở về. Có nghĩa là suốt 7 ngày hành quân, chúng tôi không hề tắm rửa, đánh răng, rửa mặt, vân vân. Cộng thêm với bùn đất lầy lội của rừng núi, với những cơn mưa rừng tầm tã, có thể nói chúng tôi là loại lính ở dơ nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thế mà trong chuyến hành quân quen sông này, chúng tôi được tắm rửa hàng ngày, thì lý thú quá đi chứ phải không các bạn? Đi picnic chứ đâu phải đi hành quân. Trước đây khi còn đi toán, tôi cũng đã từng dẫn toán lên đây nằm ứng trực một ngày sinh hoạt ở căn cứ xuất phát. Nếu mọi chuyện bình an vô sự thì thật là dài và chán. Cứ nằm ngủ, thức dậy ăn chơi, domino, binh sập xám, hay leo lên nóc lô cốt khi trời mát để nhìn trời hiu quạnh với núi rừng thăm thẳm về hướng biên giới. Đầu tháng rủng rỉnh tí tiền thì mua bia rượu lên đây lai rai. Mồi nhậu có khi là thịt nai săn được chế biến đủ thứ, xào lăng, bít tết, lúc lắc, úp cà ri nướng, tay chanh, vân vân. Ôi thôi, món nào cũng hấp dẫn, để mà lai rai suốt ngày. Có những chiều mưa, ngồi trong hầm nhìn trời xám xịt, mưa cứ rả rích trong cảnh quạnh hiu của núi rừng. Sao mà buồn thế? Tôi không cảm nhận được cái hay của bản nhạc chiều mưa biên giới chút nào cả. Không hiểu khi sáng tác bản nhạc này, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông có ngồi ở tiền đồn heo hút như tôi hiện nay hay không? Sau cơn mưa, đường xá đất đỏ lầy lội, trơn trượt. Một bước chân nhấc lên kèm theo một đống sình đất đỏ nặng chình chịch, dính theo giày, như vậy đó thì mây sao nổi. Thỉnh thoảng vào cuối ngày trước khi bay trở về Kon Tum, trực thăng H-34 làm một chuyến đi săn nai, phi cơ bay dọc theo suối. Khi thấy bụi rậm nghi ngờ có nai thì hover, cây cỏ rạp xuống, nai sẽ phóng chạy. Thế là trực thăng cứ tà tà bay theo, cây đại liên cứ tà tà nã đạn, cho đến khi con nai quỵ xuống, rồi dùng horse câu về căn cứ xuất phát. Mọi người phụ khiêng quất lên phi cơ cho được kín đáo để trở về Kon Tum. Với quân chủng không quân, việc dùng phi cơ săn nai là điều cấm kỵ theo lệnh của Bộ Tổng Tham mưu, vi phạm là lãnh tù như chơi. Nhưng nơi chúng tôi ở là vùng đèo heo hút gió gần biên giới, có ma nào ngoài chúng tôi ra đây đâu mà phải sợ. Hơn nữa, pilot 219 thì còn sợ ai, nhưng dù sao thì kín đáo cũng vẫn hơn. Rồi khi về đến Kon Tum, phi cơ đáp ngay trong trại thì còn an toàn nào hơn. Vào đầu mùa mưa, nay thường mọc nhung non hoặc có hà nằm, nên những món này rất có giá trị. Nhung nai được biếu làm quà cho chỉ huy trưởng, còn hà nằm thì nấu cháo cho anh em, thịt xẻ ra thì chia nhau cho quân nhân đơn vị và gia đình để nhậu. Trong các canh sập xám, đôi khi các chàng pilot hứng chí nghiêu ngao khi bài mình lớn hơn bạn bè. Ngồi trên trực thăng, nhìn nai chạy trốn, nhớ nhung đây nhớ cả Hà Nam. Phần sinh hoạt của căn cứ xuất phát trên được kể lại với tình trạng toán vô sự, còn khi toán báo cáo lại bị chặn địch thì sinh hoạt náo nhiệt hơn. Trước hết mọi người đều hay tin này nên tất cả chăm chú theo dõi liên lạc giữa phi cơ U-17 đang trên vùng giữ nhiệm vụ trung gian liên lạc giữa toán và bộ chỉ huy.
để biết tình trạng hiện tại của Toán. Nếu Toán bị chạm địch và có thiệt hại, như có người bị thương hay thất lạc, thì tất cả đều chuẩn bị cất cánh để trục xuất Toán ngay. Nói là chuẩn bị, nhưng cũng phải chờ phi cơ O2 của Tiền Không Sát lên vùng mục tiêu để nắm vững tình hình, rồi mới ra lệnh cất cánh. Ngay khi nhận được báo cáo Toán bị đụng, Tiền Không Sát yêu cầu phi cơ O2 cất cánh khẩn cấp. Sau 30 phút là Tiền Không Sát được bốc tại công tâm để bay lên vùng Toán đang hành quân. Trên đường đi, O2 liên lạc trực tiếp với U-17 để biết rõ tình hình hiện tại của Toán, tình hình địch chung quanh Toán, để kịp request khu trục yểm trợ cho Toán nếu cần, và điều động trực thăng Cobra lên vùng để vừa yểm trợ tiếp cận cấp thời cho Toán, đồng thời cover cho trực thăng H-34 xuống bốc Toán. Do đó, khi phi cơ O-2 đến trên mục tiêu, thì mọi phương tiện yểm trợ đã được chuẩn bị sẵn sàng, cũng có thể là đang trên đường đến Rendezvous Point. Gần đến mục tiêu, máy truyền tin của O-2 có thể nghe được Toán nên liên lạc trực tiếp với Toán để nắm tình hình cụ thể và chi tiết, chạm địch như thế nào, bị thương hay thất lạc ra sao, tình trạng địch xung quanh, vân vân. Do đó, khi đến trên mục tiêu, Tiền Không Sát đã nắm đủ các yếu tố để quyết định phương cách yểm trợ. Tuy đến trên mục tiêu, nhưng đâu biết vị trí hiện tại của Toán ở đâu. Nên ngay khi Toán nghe được tiếng động cơ của O-2, Toán sẽ biết được phi cơ đến từ hướng nào của Toán và hướng dẫn phi cơ hướng mũi về đúng vị trí của Toán bằng phương thức giờ của đồng hồ. Thí dụ, tôi đang ở hướng 2 giờ của anh, thế là phi cơ đuổi theo hướng 2 giờ của mình để hướng về Toán, và cứ thế cho đến khi phi cơ bay ngang đầu của Toán, thì Toán báo cho biết là bingo. Tiền Không Sát đã biết vị trí tương đối của Toán, nhưng để yểm trợ, Tiền Không Sát bắt buộc phải thấy rõ điểm đứng của Toán, nên bảo Toán đốt đèn hay soi gương. Khi nghe lệnh này, Toán trưởng sẽ lấy kiến tra hướng về phi cơ lắc lắc. Từ trên phi cơ, với ánh sáng phản chiếu từ chiếc gương to như chiếc nia, Tiền Không Sát biết rõ vị trí hiện tại của Toán và chấm tọa độ để báo về bộ chỉ huy. Đồng thời bảo Toán trải chiếu ra để đánh dấu cho Cobra thấy được từng người đang quay quần xung quanh, để đừng tác xạ nhầm vào quân bạn khi phải yểm trợ quá gần. Mỗi thành viên trong Toán Lôi Hổ được trang bị ngoài vũ khí còn có các đồ dùng để mưu sinh, cấp cứu khi bị thất lạc như panel hai mặt vàng và đỏ cam, kiến chiếu, súng pen flare, địa bàn cá nhân. Toán trưởng và toán phó được trang bị thêm máy PRC-9 cấp cứu. Máy này được sử dụng khi hữu sự, như toán thất lạc, máy truyền tin PRC-25 bị mất hay hư hỏng. Máy cấp cứu này có khả năng liên lạc trên băng tần VHF và trên tần số SOS quốc tế với tất cả phi cơ nào bay ngang vùng, dù phi cơ quân hay dân sự. Phi cơ nhận được tín hiệu SOS sẽ nhận báo cáo của người lâm nạn và bảo vệ hệ thống của mình để tùy nghi. Các bạn sẽ hỏi rằng làm sao để biết được người lâm nạn là ai để mà tiếp cứu. Tôi không rõ về phía dân sự thì làm việc như thế nào, chứ mỗi mục tiêu mà toán chúng tôi hành quân đều có một tên gọi, được gọi là Target Code. Chỉ cần nói code này và người nhận chuyển về là bộ chỉ huy biết ngay. Trong thủ tục request, phi cơ khu trục cũng có một báo trên mục tiêu để yểm trợ bằng code này. Riêng về kiến chiếu yêu, nó chỉ là mảnh gương thủy tinh chữ nhật khoảng 12cm x 10cm. Được chế tạo sao cho khó vỡ khi nó va chạm mạnh, gương này thường được trang bị cho tụi tôi và nhân viên phi hành của không quân. Từ dưới đất, hướng về phía phi cơ đang bay trên trời, hơi ngược chiều ánh mặt trời, bạn lắc lắc chiếc gương, từ trên phi cơ sẽ thấy một vùng ánh sáng phản chiếu khá to giữa rừng cây xanh rậm, để biết vị trí của bạn đang ở đâu một cách dễ dàng. Còn panel được gọi là chiếu, là mảnh vải nhựa plastic dày kích thước khoảng 8 tấc và 5 tấc ngang, một mặt màu vàng, mặt kia màu đỏ cam. Màu này nổi bật chói chang giữa rừng cây nên dễ nhận biết. Tụi tôi thường may lót mặt trong cổ mũ đi rừng, khi cần dùng đến là lộn ngược ra đội lên và ngồi quay quần tạo thành một vòng tròn cho phi cơ Cobra dễ phân biệt phe ta và phe địch khi yểm trợ tiếp cận.
Trong trường hợp toán bị thất lạc, khi tôi lên vùng thì chỉ liên lạc được với nhóm có máy để nghe báo cáo tình trạng toán, còn người thất lạc thì đâu có gì để liên lạc, nên tôi chỉ thấy ánh kiến chiếu lên để báo cho phi cơ biết vị trí hiện tại. Trong trường hợp này, tôi làm việc với nhóm có máy để lo bốc nhóm này ra trước, rồi sau đó mới điều động phi cơ đến bốc người bị thất lạc. Vì không có máy để liên lạc với nhau, nên tôi không thể nào phân biệt được là có bị địch uy hiếp hay không. Do đó tôi cho Cobra bay thấp và quan sát ghi nhận dấu hiệu địch, sau đó báo cho chiếc H-34 vừa bốc toán lên đáp xuống lần nữa với sự yểm trợ chặt chẽ của Cobra để toán trưởng nhận diện người bị thất lạc, hoặc nếu có bị uy hiếp ép buộc gọi phi cơ thì sẽ kịp thời phản ứng ngay. Tập thứ hai đến đây đã chấm dứt. Xin mời bà con mình nghe tiếp tập cuối là tập thứ ba.